thôi mình thua mình chấp nhận thua. Hai hàng mới lên. Rồi thôi rồi, thua rồi. Đối đáp tiếp theo thì tự nhiên nói người ta miếng sau có là được rồi. Chấp đời hả? Khoan, đáng lẽ tới đây là dứt miếng rồi, nhưng đây chị Thanh mấy lần hay không là do chị đó. Một cái chợ giúp nè em, vớ lại nha. Còn bà hay giật nợ giật tiền tên là mình nhớ. Con nghỉ chơi cho em nghe. Dạ dạ. Chơi hai người nghỉ chơi. Chợ số tiếp. Chợ số tiếp dòng sông Sài Gòn. Dòng sông Sài Gòn chảy nguyên mà một đêm. Còn 50. Còn 50. Còn 50. Còn 50. Trời nào ta làm sao có nhau em biết làm sao còn số sáu 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 rồi không biết số gì ra ba gì ra ba gì đây ba gì đây ta đưa tiếng hai bước lên xe qua thì đâu trông theo tiếng hai bao hàng lề thấm một người vừa tuổi đôi mươi, một người xinh ta xinh xắn xinh tươi đẹp người. Chúc xin chúc mọc đầu đền em xin em đứng cho bãi tình em cũng xin. Kính thưa quý vị khán giả mình ơi, ai mở đường cho đôi chim về tổ, dây tơ hồng cho hai đứa yêu nhau. Em là giống em cưới hả? Em cưới hả bà nội? Ủa, gì vậy? Ủa, em xin em cưới hả? Em tỏ tình với anh mà. À, tỏ tình. Em là bé Lâm, em quyết làm ngọn gió chiều thổi anh một cái là chúng mình nên duyên. Vô rồi, dạ cho em xịt sắc khuẩn tay các anh nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ em chào anh. Dạ rồi, quý vị ơi, rồi còn một chị ba nữa đang tiến lên sân khấu nha. Rồi anh trai. Quá anh ơi, trên màn hình LED đây hiện ra là một loại thần tài. Với quý vị, một loại thần tài là một loại quý vị mua một vé 30.000 đồng, quý vị trúng được 5 vân vàng BNG. Mà sau khi đó quý vị sẽ không bôi tờ lá vé của mình mà mình dò tiếp luôn nha quý vị. Là mình sẽ được dò hai lần. Lần đầu quý vị sẽ trúng được 5 vân vàng BNG. Và lần thứ hai quý vị sẽ nhận một phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng quý vị nha. Một tờ vé dò hai lần nha quý vị. Rồi em xin dò số cho hai vị chủ nhân trên sân khấu ạ. Dạ rồi, mời anh. Dạ anh dò đi anh. 18 à? Dạ đúng rồi, con 60 anh. Hàng nào có con 60 dạ đây. Anh nhớ đọc ký hiệu giùm em đi ạ. À. Đọc ký hiệu giùm em nha. 618. Đúng dòng loại. 60. 60 có 1. 49. 49 có 2. 14. 14 có 3. Số 6. Số 6 hợp lệ. Dạ rồi, vị chủ nhân đầu tiên, vị chủ nhân thứ 2. Dạ đây, anh ơi. 60.
Đọc vòng loại giùm em anh. Dạ vòng loại ạ. À. Vòng loại đây anh. 619 mà. Dạ, anh cứ đọc đi anh rồi mình dò số anh. 619. Đúng vòng loại. Dạ rồi. Hàng 60 này. 60 có 1. 49. 49 có 2. 14. 14 có 3. Số 6. Số 6 hợp lệ. Dạ rồi, vòng loại này 30.000 đồng. Trúng 5 phân vàng đã có 2 vị chủ nhân đoạt giải. Rồi, em gửi tặng anh một con gấu đã hỗ trợ. Dạ, dạ anh lấy con này ha anh. Anh lấy con này hả? Dạ anh bù cho em 600. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ rồi, bây giờ hai anh chị ơi, mình chia đều giải thưởng hay là mình quay số ạ? À? Chia đều hả chị? Dạ rồi, chia đều. Rồi, mỗi người nhận về giùm em một phong bao lì xì trị giá 1.300.000 đồng. Em cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Số tiếp số thì con số gì này, số gì này, thì hôm nay, oh, sắp bao nhiêu, tomorrow là ngày.